Lực lượng cảnh sát môi trường Công an thành phố Thanh Hóa vừa phát hiện và bắt quả tang vụ vận chuyển gần 1 tấn bì lợn đã bốc mùi hôi thối, đang được các đối tượng giao dịch để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Qua kiểm tra được biết chủ lô hàng là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1986, ở phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa. Bước đầu, Dũng khai nhận 10 bao tải bì lợn thối với trọng lượng gần 1 tấn nêu trên do đối tượng đặt mua từ huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An và thuê xe vận chuyển ra Thanh Hóa tiêu thụ. Khi đang tiếp nhận số hàng trên thì bị bắt giữ. Hiện phương tiện và toàn bộ số tang vật đã được lực lượng chức năng bàn giao lại cho Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo quy định của pháp luật.